cam trước xong. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Anh TV. Và hiện nay trên màn hình đang là hai thanh niên tới từ Việt Nam. Bên tay phải phía bàn nhỏ của bạn chính là chiếc Vsmart Active One. Còn phía bên tay trái của ta chính là chiếc Bphone 3. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem là chiếc điện thoại nào sẽ là ông vua hiệu năng của điện thoại Việt Nam, anh Quảng hay là anh Vượng đây. Rồi ok, chúng ta bắt đầu video nhá. Và trước khi bắt đầu video, nếu như bạn nào quan tâm tới hai sản phẩm này là Bphone 3 và chiếc Vsmart Active One thì các bạn có thể truy cập vào đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng tới hệ thống cửa hàng của Cyberdesk. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ đi tới những cái bước chuẩn bị đầu tiên. Và như các bạn có thể thấy là cả hai máy của mình đều đã lên màn hình rồi. Và cả hai chiếc máy này thì đều đang chung một điểm wifi là S-Channel Media. Đó, các bạn thấy không? Rồi ok, chúng ta sẽ đi tới những cái ứng dụng đầu tiên. Tắt cài đặt đã. Đấy, nó phải chuyên nghiệp. Rồi, Facebook này. Và trước khi vào những cái ứng dụng game thì mình cũng xin giới thiệu luôn cho các bạn về hai chiếc điện thoại này. Thì cả hai chiếc máy này có một cái điểm, đó chính là cái mức giá của nó rất là chênh lệch. Nếu như mà chiếc Vsmart Active One thì giá của nó chỉ có khoảng 5 triệu thôi, nhưng mà chiếc Bphone 3 thì giá của nó là gần 7 triệu cơ. Tuy nhiên thì hai máy này thì nó lại có một cái sự chênh lệch về cái mặt trang bị. Nếu như mà chiếc Bphone 3 giá nó cao như vậy nhưng mà nó chỉ được trang bị con chip là Snapdragon 636 thì chiếc Vsmart Active One nó lại có cấu hình là chip Snapdragon 660 đi kèm với nó là 4GB. Và tí nữa thì chúng ta hãy cùng xem là liệu rằng trang bị tốt hơn thì có thể thắng được hay không. Rồi, đến YouTube rồi. Rồi và cái sự chênh lệch về trang bị như thế thì mình cũng đã đo được bằng cái điểm AnTuTu. Và như các bạn có thể thấy trên màn hình là cả hai cái điểm này thì thực sự là Vsmart Active One mặc dù nó có một cái mức giá rẻ hơn nhưng mà cái điểm AnTuTu chấm được thì nó lại cao hơn là chiếc Bphone 3. Rồi, và chúng ta sẽ đi đến với lại những cái tựa game đầu tiên. Zombie The Tsunami. Đấy. Rồi và như vậy là ở trong cái tựa game đầu tiên thì như các bạn có thể thấy là chiếc Vsmart Active One của chúng ta đã giành chiến thắng 1-0. Rồi, đến tựa game thứ hai là Subway Surfer. Rồi, tiếp tục là một chiến thắng dành cho chiếc Vsmart Active One. Có thể nói rằng là chiếc Bphone 3 nó có một cái mức giá cao hơn là chiếc Vsmart Active One. Tuy nhiên thì trong hai tựa game đầu tiên thì nó đã thua rồi. Đến tựa game thứ ba, chúng ta có Temple Run 2. Ở cái tựa game Temple Run 2 này thì như các bạn có thấy vừa sau là chiếc Vsmart Active One lại tiếp tục giành chiến thắng. Chúng ta sẽ đến với lại cái tựa game tiếp theo là Dumb Way to Die. Đó, lại tiếp tục thêm một chiến thắng nữa dành cho chiếc Vsmart Active One. Thực ra thì đây cũng không phải là một cái điều gì quá là bất ngờ, bởi vì là con chip trên Vsmart Active One cũng như là cái điểm số mình đã chấm cho các bạn vừa xong thì rõ ràng là chiếc Vsmart Active One nó được trang bị tốt hơn. Chúng ta đến với lại cái tựa game nặng đầu tiên là Asphalt 8. Liệu rằng ở trong những cái tựa game nặng này thì chiếc Bphone 3 chúng ta có thể là lội ngược dòng chăng? Nhưng mà cũng không có bất ngờ. Rồi chúng ta sẽ đến với lại Start Race nào. Rồi và như vậy thì là xin lỗi bác Vượng, bác Quảng, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì với tựa game Asphalt 8 này thì bác Vượng lại vào trước bác Quảng. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với lại tựa game cuối cùng là PUBG Mobile. Và có thể là cái tựa game này chiếc Bphone 3 sẽ chiến thắng chăng? Rồi, VNG Game, một cái biểu tượng rất là quen thuộc trong thời gian gần đây. PUBG Mobile thì đã được VNG mua lại rồi. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Đây là tựa game cuối cùng rồi. Liệu rằng chiếc Bphone 3 có gỡ lại được không? Hình như là bên này mình nghĩ rằng là bên này sẽ có cơ hội chiến thắng này. Liệu có bất ngờ gì không đây? Vẫn đang chờ xem cả hai máy đâu sẽ là máy vào trước. Rồi ok. Và như vậy thì chiếc Bphone 3 chúng ta đã gỡ lại được. Ở trong cái ứng dụng PUBG Mobile này thì chiếc Bphone 3 chúng ta đã vào trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là những cái đa nhiệm
của cả hai máy này thì máy nào sẽ tốt hơn. Và như mình nói vừa xong thì chiếc Mate Hone 3 của chúng ta thì có cái dung lượng RAM nó ít hơn là chiếc Vsmart Active 1 là 3GB RAM so với lại 4GB RAM. Nó vẫn chỉ là những cái con số thôi và chúng ta sẽ cùng nhau xem thử xem là cái khả năng đa nhiệm của hai máy này. Rồi. À, và như vậy thì ở cái ứng dụng đầu tiên thì cả hai máy đều rất là tốt. Instagram xem nào. Ok, cả hai máy vẫn đang thể hiện một phong độ rất tuyệt vời. YouTube. Rồi, Mate Hone 3 và Vsmart Active 1 thì vẫn đang rất là ok. Chúng ta sẽ đến với lại cái tựa game đầu tiên là Zombie Tsunami. À, ở cái tựa game này thì chiếc Mate Hone 3 chúng ta đã phải load lại rồi. Và rõ ràng là 3GB RAM trên Mate Hone 3 thì khó có thể ăn được 4GB RAM trên Vsmart Active 1. Đến với tựa game thứ hai nào. Game thứ hai thì chiếc Mate Hone 3 chúng ta cũng phải load lại. Temple Run thì chiếc Mate Hone 3 chúng ta vẫn phải load lại. Và như vậy là trong những cái ứng dụng đầu tiên là nó nhẹ nhàng thì chiếc Mate Hone 3 chúng ta thì vẫn trụ được. Tuy nhiên đến những cái tựa game thì chiếc Mate Hone 3 chúng ta đã lộ ra được là cái điểm số RAM chúng ta thì là thua thiệt và nó thể hiện rõ ràng qua những cái đa nhiệm như này. Rồi, chúng ta sẽ đến với lại tựa game Asphalt 8. Rồi và như vậy thì có lẽ là qua những cái tựa game này chúng ta đã biết được kết quả rồi. Trước Vsmart Active 1 đã giành chiến thắng trong cả hai cái bài thi chúng ta, kể cả về hiệu năng cũng như là về đa nhiệm. Tuy nhiên thì cái bài test lần này nó chỉ mang cái tính chất là tham khảo thôi. Thế nên là nó không có mang tính gọi là đâu là chiếc điện thoại có một cái hiệu năng tốt hơn hay là các bạn nên mua máy này hay là mua máy kia. Thì không phải thế, cái này nó chỉ là mang cái tính chất gọi là tham khảo mà thôi. Tuy nhiên thì qua cái bài test lần này chúng ta vẫn có thể rút ra được hai điều. Cái thứ nhất đó chính là chiếc Vsmart Active 1 mặc dù là nó có một cái mức giá rẻ hơn là 5 triệu so với lại 7 triệu như là trên Mate Hone 3, nhưng mà nó lại có những cái trang bị thực sự là nó quá là tốt so với lại tầm giá. Và cái điều thứ hai đó chính là với những cái trang bị như thế thì chiếc Vsmart Active 1 chúng ta đã thể hiện rất là tốt trong cả hai phần thi là hiệu năng cũng như là đa nhiệm. Và thực ra thì cái điều này thì cũng dễ dàng thông cảm cho BOS, tại vì là BKV thì họ đã nghiên cứu cũng như là phát triển cái phần mềm BOS từ đầu cho tới cuối. Còn như các bạn có thể thấy là chiếc Vsmart này thì chúng ta cực kỳ là quen với lại cái Android gốc. Và mặc dù là Vsmart thì họ gọi đây là VOS, nhưng mà thực sự thì mình cảm thấy nó chưa có những cái điểm mà nổi bật như là trên chiếc Mate Hone 3. Nhưng mà dù sao nữa thì đây vẫn là bài đánh giá hiệu năng, và hiệu năng của chiếc Vsmart Active 1 trong cái bài lần này thì nó đã hoàn toàn là ăn đứt chiếc Mate Hone 3. Vậy các bạn thì sao? Các bạn nghiêng về bên nào? Các bạn hãy comment ý kiến phần bên dưới nhé. Chiếc Mate Hone 3 hay là chiếc Vsmart Active 1 thì các bạn hãy comment ở phía dưới của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và đặc biệt là nếu như bạn nào quan tâm tới hai sản phẩm này, chiếc Mate Hone 3 hay là chiếc Vsmart Active 1, thì các bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới dẫn thẳng tới hệ thống cửa hàng của Savonet. Còn bây giờ thì xin chào lần nữa, tại vì nãy mình quên chưa quảng cáo. Bye bye. Máy tốt vậy.